Hai, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hôm nay Nhà Đất Kiên Giang sẽ giới thiệu với các bạn một căn nhà ở địa chỉ F1555 đường Trần Huy Liệu. Đây là một căn nhà hoàn thiện luôn các bạn. Đó, phía bên ngoài mình thấy là có một cái cổng rào bằng sắt nha. Được sơn màu đen nhìn rất là sang trọng. Đó, đây là nội thất bên ngoài, nhìn sơ sơ bên ngoài nhà này các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong các bạn. Giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong cái căn nhà F1555 Trần Huy Liệu các bạn. Đường Trần Huy Liệu này thuộc phường Vĩnh Lạc các bạn. Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đây. Phía bên trong cái sân nhà này các bạn, rất là rộng rãi luôn. Đó, thuận tiện cho các bạn nào mà có xe ô tô á. Cái chiều dài của nhà là 25m các bạn, chiều ngang là 5m. Đây là khu vực sân nhà nè, rất là rộng luôn. Đó, khu này là cũng khá yên tĩnh vì nó nằm ở cái trục đường nhỏ, không phải là trục đường chính. Đó, phía trước có một cái sân bóng rất là êm. Cái này mình có ô tô mình đổ vào là tuyệt vời, có thể đổ được hai ô tô các bạn, rất là rộng luôn, đổ được cả hai chiếc ô tô luôn đó. Nhìn từ đây ra mình sẽ thấy nè, rất là rộng luôn. Đó, mà nó giờ hai chiếc ô tô rồi cũng tiết kiệm tiền ra ra tới các bạn một tháng cũng 1 triệu đồng rồi. Đây là cái khu vực bên ngoài cái nhà, thì bên phía bên tay trái mình đó, cái cửa sổ này. Cửa sổ thiết kế dạng là rất lớn, lấy được ánh sáng toàn bộ bên ngoài vào luôn. Cửa kính thì trang bị cửa kính cường lực, kính này chắc khoảng 5 ly hoặc hơn. Chứ thì trang trí dạng đá, khung bằng đá, nền thì lót đá hoa cương hết rồi. Đây, mặt bên xuống trên nhà thì có một cái cửa điện tử này. Phía trong là một cái cửa kính khung bằng khung sắt nha các bạn, rất là sang trọng. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong phòng khách. Đây, theo chủ nhà nói thì toàn bộ nội thất là sẽ tặng lại cho người mua luôn. Đó, trong nhà nhìn ra nè các bạn, thiết kế kiểu cửa sổ này thì nó rất là thoáng mát, cái tầm nhìn của mình nó rộng, mình thấy nhìn bao quát ở ngoài luôn. Đây là cái bộ salon, nhìn đến ngồi tiếp khách. Phía trên thì có treo, có cái ô để cái bức tranh ha. Đó, thì có những cái ô cửa nè, phía trước là có những cái ô cửa nè để lấy ánh sáng cho phía sau để có thể ấm lạnh nữa. Trần thì cũng là trần thật cao các bạn, rất là sang trọng. Có đèn led luôn. Đây, mình chùm đèn, mình chùm. Ừ, từ đây là mình nhìn ra phía bên ngoài nhà nè. Đó, cái phòng khách thì cũng khá rộng. Các bạn nhìn góc này qua thấy rộng. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong. Đây, nhà này là không có lầu các bạn, nhà trệt thấp. Thì mình thấy trước mắt là được 3 phòng rồi đó. Ở kia chắc không phải là phòng, cái kia chắc là toilet đó. Bây giờ đây là cái phòng thứ nhất. Bạn thấy không? Có một máy lạnh. Phía trong thì trang trí rất là mờ mè. Có thể đây là phòng của trẻ em. Trên này có lò phòng. Đây là cái con cửa lớn, kính lấy ánh sáng từ ngoài vô các bạn. Một cái máy lạnh.
Toshiba. Phía trên tường thì có ốc dập hết, nền cũng có dập luôn. Thì mình nhìn khuôn viên tận đây ra, đó, mình có thấy phòng này cũng tương đối rộng. Đây là cái dãy hành lang nha các bạn, cái hành lang dẫn tới các phòng này. Đó. Tường thì ốp dập men hết, đây cũng vậy luôn. Bây giờ mình qua cái phòng thứ hai. Đây, cái phòng thứ hai thì thiết kế này rộng hơn cái phòng thứ nhất rất là nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp luôn. Đây cũng có một cái lạnh sáp nè, cái lạnh này to to là chắc khoảng 2 ngựa quá. Đó, trên trần thì trên phía trên thì sơn màu đen màu xám nè. Cái này là cái này sơn là cái gì ta, không, này có một cái lớp giấy dán tường các bạn, giấy dán tường nha. Đó, cái nền, nền thì cũng là nghĩa là gạch giả gỗ, các bạn nghe tiếng không, gạch giả gỗ thôi. Còn tường thì cũng ít gạch men luôn. Đó, các bạn coi xung quanh nè, cái này cũng có những cái ô cửa để ánh sáng hoặc vào nha. Đó, phía trên là phòng. Phòng rất là rộng. Bên đây có một cái cửa dẫn đến toilet. À, nên mình thấy cái phòng đa ở đây toilet độc lập, không dính dáng gì tâm kia các bạn. Bên trong toilet nè, nhìn rất là sạch sẽ. Cửa thì cửa sắt luôn, kính cường lực. Đó, bây giờ mình nhìn từ góc này ra mình sẽ thấy nè. Đó, phòng rộng các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái phòng tiếp theo nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đi tiếp ra phía sau nhà nha. Nên mình tưởng là cái phòng, nhưng mình nghĩ không phải cái phòng đâu. Cái này là một cái toilet nha các bạn. Đó, toilet nhỏ nè. Cái toilet này nó sẽ đau lưng với cái toilet lúc nãy mình vô cái phòng lớn đó. Rồi, đây là phía sau nhà. Phía sau nhà thì có một cái gian bếp cũng tương đối rộng nha. Có tủ bếp luôn. Bếp gỗ, mình nghĩ gỗ này chắc gỗ nó cánh xe quá, cái nhìn nó rất là dày. Mình thì không rành gì gỗ lắm, nhưng mà có thể mình đoán thôi. Mình tiếp xúc nhiều với một số cái nhà mà có nội thất sang trọng thì gỗ cánh xe nó giống như này. Ở đây là phía bên hông tường đó, cái tranh hầu hết là tường là được lát gạch men hết mà, ốp gạch men hết. Phía trên thì có giấy dán tường. Đây là một cái tủ bếp này, tủ bếp có luôn cái bệ rửa, bếp ga âm tường luôn, hiệu Sanco. Đó, phía trên là tủ. Mình đứng đây các bạn coi cái góc này nó thấy được cái, đó, cái bếp nó rộng cỡ nào nha. Đó, từ đây nhìn có thấy nhìn ra ngoài sân nè. Đó. Ngoài cái đó ra phía sau nhà cũng còn có một khoảng không gian nữa. Đó. Không gian này có thể dùng để làm sân phơi hoặc là chỗ chứa đồ. Trên đây là cái tầng mái, áp mái này, cái mái nhà này, cái sắt để bảo vệ nhà chống trộm. Đó, nó có cho một mình một cái kệ để máy đồ bắt chén này mình. Đây có cửa, cửa đi mở ra ngoài. Rồi, các bạn mà có nhu cầu mua nhà thì vui lòng liên hệ với số điện thoại xuất hiện trên clip này nha các bạn. Nhà chính chủ không qua trung gian, các bạn cứ liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Các bạn vui lòng like, share và subscribe kênh của mình để nhận được các video clip mới nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.